Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ cho các bạn về bài tập về kim loại tấm nha. Ok, bài tập này dưới dụng lệnh là Forming Tool ha. Thì mình sẽ vẽ 2D, các bạn chịu khó theo dõi giúp mình nhé. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi các bạn đã extrude xong, các bạn dùng lệnh là fillet nhé. Cái này là tạo tấm để mà mình forming tool mình dập nó xuống các bạn ha. Có cái lệnh forming tool này mình không biết cách để mà nó chảy được, các bạn nó dập xuống đó là xong, mình chảy ra cái chỗ dập nó vẫn còn, nó không có phẳng được các bạn ơi. Nên dùng lệnh fillet nữa nhé các bạn. Ok. Mình sketch 2D nha. Bài tập này nó không khó, toàn là dụng lệnh 2D không nha các bạn ơi. Ok, mình vẽ 2D tiếp phần trên này nha các bạn. Khi mình đã cắt bỏ xong, mình tiến hành mình sẽ bo lại tiếp, fillet mình bo lại nha các bạn ơi. Ok. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng phát triển kênh YouTube của mình hơn. Kênh của mình làm cũng lâu rồi mà lượt xem cũng rất là thấp, nên mình sẽ cố gắng mình đầu tư hơn nữa các bạn ha. Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu thấy hay thì nhớ chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Mình làm bài tập này cũng tương đối là chậm các bạn ha, cho các bạn nó dễ theo dõi, mà bạn nào thấy nó chậm quá có thể tua nhanh cũng được các bạn. Ok ha. Đó, mình cắt cái rãnh này rồi mình tạo cái mặt phẳng ở đây nha các bạn. Ok, mình làm khá là chậm các bạn ơi.
Ok ha, đó những cái bài này nói chung là nó không có khó nhưng mà nó cũng khá là rườm rà các bạn ơi. Đó mình phải vẽ 2D là mình cắt nó thôi. Mình làm cái này bài nào mà nó càng nhiều lệnh mình càng phải vẽ cũng khá là lâu á. Mình phải vừa vẽ mình vừa phải xem cái mẫu giúp của mình coi nó có thiếu ở chỗ nào nữa không các bạn ha. Tại nhiều lệnh quá mình không nhớ hết rồi nha các bạn. Mình có ghi ra giấy rồi nhưng mà lúc cũng còn có sai sót nha các bạn ha. Đồng ra mong các bạn cũng thông cảm giúp 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 mình nhé. Ok ha. Đó mình cũng trước kết thôi và mình sẽ bó lại. Đó bạn quan sát nhé, đó là cái tấm mình sẽ dập xuống cái tấm kim loại nha, thì tiếp sẽ được xuống tấm kim loại. Thứ hai mình lưu bài lại. Bây giờ mình sẽ tạo vô cái phần forming tool nha, mình tạo cho nó ok ha. Mình cái vòng forming tool mình tạo tại cái nói nè. Ok, chọn cái phần mình sẽ cắt bỏ nè, chọn cái phần làm phần mình cái phần nền nhưng mà dập xuống các bạn rồi ok ha. Rồi share as. Ok. Share forming tool sẽ lưu thẳng vào trong thư viện của SolidWorks nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái file khác nha các bạn ha. Mà chúng ta vẽ chi tiết ở đây mình tạo ra cái tấm kim loại ở đây nè. Và cái phần tạo tấm kim loại nha. Rồi ok ha. Mình nhập số liệu vô tấm kim loại, tấm cơ sở ha. Lưu lại. Rồi đó, mình bây giờ mình sẽ lô cái phần mình form mình tung nó tạo nha, trong thư viện nè. Em mình lưu các bạn, mình lô nó ra. Kéo vô đây mà mình chỉnh lại cái phần vị trí của nó nhé, nhập thông số cho nó nằm đúng vị trí mình mong muốn nữa các bạn. Ok ha. Ok, khi mình làm xong có hình dạng như vậy ha, thì mình sẽ cắt bỏ cái phần dư thừa đi nha các bạn. Ok, mình cắt bỏ phần dư thừa đây nè. Ok, cắt cái phần mặt này đi nhé. Bạn có cách làm nào hay hơn có thể comment để chỉ giúp mình nhé. Mình có một biết cái một cách này thôi, tại cái phần góc khúc nó quá là khó đi, mình không có biết lệnh nào mà mình thực hiện nha các bạn. Nên mình xài Phone Tool nha các bạn ha. Và lưu vào lại. Theo là những cái lệnh chúng ta sẽ cắt gọt ở những cái chỗ này nha các bạn ha. Cắt gọt nó đúng cái dạng của vật vật mẫu nha. Ok. Sketch 2D rồi mình sẽ cắt bỏ đi. Một lệnh extrude nha.
Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn tiến hành cắt bỏ cho vật liệu nha bạn ha. Mình từng chút cắt bỏ đi. Rồi ok đó, rồi cái dạng như vậy nha. Rồi ha. Ok ha. Đó, tiếp theo là mình cứ cắt gọt chỉnh sửa thôi, toàn những lệnh cơ bản mà các bạn. Thôi chúng ta chỉnh sửa thông số một tí rồi chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ dùng lệnh fillet để mà bo lại các góc cạnh của nó nha các bạn ơi. Những bài tập này là mình kiếm ở trên mạng nha các bạn, mà mình vẽ lại cho các bạn xem nhé. Nó không có số liệu nha các bạn, số liệu ở đây là mình tự mình cho nha các bạn ha, mình nhìn nó ưng ý là được. Bích của mình là muốn cho các bạn được cái phương hướng đấy mà các bạn làm nha các bạn ha. Còn số liệu các bạn có thể tự điều chỉnh được, chứ mình không có cái mẫu, có số mà ha. Hoặc là những hình chụp trên mạng mà mình coi, mình vẽ lại cho các bạn ha. Ok ha. Mình hy vọng kênh YouTube của mình sẽ giúp cho các bạn có một nơi mà các bạn tìm hiểu và tham khảo những phương pháp mới, như là trao đổi với nhau ha. Nhiều kỹ năng vẽ của mình cũng không phải là xuất sắc gì đâu, mình vẽ cũng bình thường, mà mình cũng hy vọng có một sự tương tác qua lại với các bạn, giúp các bạn có một cái nguồn nên nhưng mà tham khảo ha, các bạn mới học hoặc là các bạn đã đi làm nha các bạn ha. Ok nha các bạn. Ok ha, các phần tiếp theo là mình chỉ có sketch 2D và mình sẽ cắt gọt một số chi tiết nha các bạn ha. Thì nó cũng khá là dễ nha các bạn. Ok, mình chỉ việc mình vẽ, mình cắt gọt thôi. Ok đó, sketch 2D xong mình bắt đầu mình sẽ cắt cái này tạo lỗi cho nó thôi. Đó, lạnh mà tập này đôi khi nó cũng khá là khó khăn đó. Mình vẽ, mình mò, mình chỉnh cũng hơi lâu đó. Thời gian cũng không có nhiều lắm, nên là cái gì nó sai sót thì các bạn cũng thông cảm và bỏ qua giúp mình nha các bạn ơi. Nha các bạn, chứ thật ra là mình không có thời gian nhiều cho cái phần làm video các bạn ha. Nên những video của mình có thể có một số cái trục trặc gì đó, nhưng các bạn cũng thông cảm giúp mình nhé. Ok, chúng ta sẽ tạo một cái lỗ ở đây nha các bạn. Vẽ xong thì mình lên một chút, cắt bỏ vật liệu nè. Ok ha. Rồi, chúng ta xem nhé. Rồi đó, mình đã hoàn thành đó các bạn ha.
Rồi, cảm ơn các bạn tin tức của mình nhé. Thấy hay nhớ ủng hộ giúp mình nha các bạn ơi. Rồi, ok ha. Các bạn ở đây nhé.